Audio Jungle. Xin kính chào quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube hệ thống fanpage Yellow Nhà Đất Thành Tuấn Lan. Và hôm nay em xin giới thiệu đến quý hàng một căn siêu phẩm nhà phố nằm ngay vị trí đó là đường Cây Trâm, phường 9, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh nha quý hàng ơi. Và căn nhà của ông ta thì nằm trong một khu phố đồng bộ lên đến đó là khoảng 10 căn. Đó với một vị trí thì rất là đẹp nha quý hàng. Một vị trí hẻm xe tải xe hơi di chuyển ra vào thì rất là thông thoáng luôn nha quý hàng. Chúng ta chỉ cắt mặt tiền đường chính của đường Cây Trâm này thì tầm 200m thôi nha quý hàng. Đó và đây là một không gian mặt tiền chính của căn nhà của chúng ta. Và căn nhà của chúng ta thì được một kiến trúc sư thiết kế thì rất là đẹp và rất là trẻ trung nha quý hàng. Với một diện tích đó là ngang 4, độ dài đó là 14m và được thiết kế đó là một trệt một lửng 3 lầu như quý hàng. Gia chủ thiết kế đó là hai khuộc phòng khách này, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh và có bậc sân thượng trước sau nha quý hàng. Và một mức giá thì rất là hữu nghị thôi. Một chút xíu nữa em sẽ tiết lộ mức giá của căn nhà này nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng coi nhá. Một con đường này. Con đường này thì rất là thông thoáng, một con đường lên đến đó là tầm khoảng 6m. Rất là rộng rãi, chúng ta chỉ cắt một trục đường chính thì đó là tầm 200m thôi. Chúng phía trước kia đó là một con đường lên đến đó là 10m nha quý hàng. Đó và đây đi vào này. Đường đi vào của chúng ta lên đến đó là 6m. Đó, khu nhà phố đồng bộ nha. Khu này thì khoảng từ 15 căn trở lên, khu một khu phố rất là yên tĩnh như quý hàng. Tại đây thì quý hàng có thể mua nghỉ dưỡng hay là mua để ở hoặc kinh doanh buôn bán đa ngành nghề nha. Rồi, và hôm nay em sẽ chọn một căn bên tay phải. Quý hàng đây em sẽ dẫn quý hàng vô tham quan căn nhà này nha. Khu phía ngoài đây thì quý hàng ở thấy này, một mặt tiền thì thiết kế theo phong cách hiện đại rất là trẻ trung. Và tiến vào bên trong chúng ta cùng tham quan nha. Khu bên trong đây thì quý hàng có thể để ý thì ngay khi bước vào thì chúng ta có một không gian đó là phòng khách thì gia chủ thiết kế rất là đẹp rồi, với trang thiết kế một bộ ghế sofa. Đó, quý hàng có thể thấy này, gia chủ đầu tư rất là tâm huyết thiết kế phụ nội thất gửi đến quý hàng. Bên tay trái chúng ta có một không gian đó là kệ tivi, gia chủ cũng thiết kế sẵn rồi. Phía bên trên thì chúng ta có một khu vực đó là trần thật cao. Đó, quý hàng có thể thấy nha, hệ thống đèn chiếu sáng thì rất là đẹp luôn nha. Phía bên trên nữa thì chúng ta có một tầng lửng này. Và căn nhà này thì là có hướng bắc nha quý hàng, phù hợp cho quý hàng nào phong thủy đông tứ chặt. Đây là không gian phòng khách của chúng ta. Nó rất là rộng rãi. Một vị trí thì rất là đẹp thôi. Đường Cây Trâm, phường 9. Đây thì quý hàng có thể thấy nha. Ở bên tay trái quý hàng thì chúng ta có một không gian đó là tủ để rượu. Tủ này thì được làm từ gỗ sồi nha quý hàng. Rất là chắc chắn luôn nha. Rồi, chúng ta cùng di chuyển phía bên trong, chúng ta cùng tham quan. Ngay khi bước vào bên trong thì quý hàng có thể thấy một không gian phòng bếp với trang thiết kế đầy đủ nội thất. Một bộ bàn ăn gỗ này. Đó, quý hàng có thể thấy nha, rất là đẹp luôn nha. Không gian phòng bếp thì thiết kế thì rất là sáng. Gia chủ lấy tông màu trắng làm tông chủ đạo với kết hợp đó là ánh đèn màu vàng thì trở nên căn phòng bếp của chúng ta rất là sinh động nha. Một kiến trúc thì rất là đẹp rồi. Một mẫu nhà phố rất là sang trọng nha quý hàng. Và em cũng xin tiết lộ luôn và cái mức giá gia chủ đang chào bán căn nhà này với giá đó là 6,9 tỷ. Giá thì đang còn thương lượng mạnh đến quý hàng thiện chí nha. Đó, tủ lạnh này, máy hút khói, máy hút mùi.
đầy đủ nội thất luôn rồi. Chúng ta chỉ việc xách vali về chúng ta ở thôi. Nhà thì chúng ta thiết kế thì rất là bố cục, rất là gọn gàng. Đây là không gian của nhà vệ sinh tại dưới tầng trệt nha quý khách hàng. Nhà vệ sinh, nhà tắm này. Đó. Rồi chúng ta cũng sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng, chúng ta cùng tham quan căn nhà này nha. Đây là khu vực tầng lửng của chúng ta. Đó, quý khách hàng có thể thấy nha. Phía ngoài đây thì gia chủ thiết kế đó là những tủ để đồ này. Ở tầng lửng này thì gia chủ thiết kế luôn cho quý khách hàng đó là một phòng ngủ. Wow, quý khách hàng có thể thấy nha. Phòng ngủ này tại khu vực tầng lửng. Vậy nhà của chúng ta thì sẽ có 5 phòng ngủ. Ở đây là khu phòng ngủ đầu tiên của chúng ta tại khu vực tầng lửng. Thường thì khu vực tầng lửng này thì gia chủ thiết kế đó là một khu vực phòng khách này hoặc phòng giải trí. Thì đây thì gia chủ thiết kế luôn cho khách hàng đó là một khu phòng ngủ. Phòng ngủ này thì chúng ta có một nhà vệ sinh, nhà tắm nha. Thiết kế sẵn luôn rồi. Áp sát vào bên tay phải khách hàng đây. Các thương hiệu đó là thương hiệu của Toto. Chúng ta qua lại sơ một lần nữa tại khu phòng ngủ này. Rồi chúng ta cũng sẽ tiếp tục, chúng ta cũng sẽ di chuyển ra khu vực phía trước, chúng ta cùng tham quan. Đây từng đứng tại tầng lửng, chúng ta nhìn xuống thì một phòng khách này rất là rộng rãi, bố cục thì gia chủ thiết kế sắp xếp rất là gọn gàng. Rồi bây giờ thì chúng ta cũng sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1, chúng ta cùng tham quan nha. Và đây là khu vực lầu 1 của chúng ta, thiết kế đó là hai phòng ngủ. Đó, quý khách hàng có thể thấy nha. Phòng ngủ này thì rất là gọn gàng. Thì ở khu vực phòng ngủ này thì chúng ta có thể thấy là đặc biệt hơn thì chúng ta có không gian giếng trời, thì gia chủ đã xây khu vực ở phía ở giữa nhà. Đó. Chân ga gối nệm, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh, đèn chiếu sáng, thiết kế và trang thiết bị đầy đủ rồi. Đây là khu vực nhà vệ sinh, nhà tắm. Các thương hiệu của Waka nha, quý khách hàng. Và bên em thì còn rất nhiều căn nhà bán và mức giá khác nhau. Quý khách hàng nào quan tâm đến căn nhà phố này hoặc giá khác thì quý khách hàng có thể liên hệ đến nhà đất Thành Tuấn Lên qua số điện thoại đó là 0399904304 để gặp em. Em sẽ tư vấn quý khách hàng để mua những căn nhà giá tốt và trực tiếp thương lượng chính chủ như quý khách hàng. Đây là khu phòng ngủ thứ 3 như quý khách hàng ơi. Các phòng ngủ đều có nhà vệ sinh, nhà tắm thiết kế đặc biệt. Đó, nhà vệ sinh, nhà tắm. Rồi và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục, chúng ta cũng sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2, chúng ta cùng tham quan như quý khách hàng ơi. Nhà của chúng ta đó là một trệt một lửng, ba lầu lận cơ. Đây là khu phòng ngủ thứ 5, phòng ngủ thứ 4. Phòng ngủ này thì gia chủ đã để trống cho khách hàng rồi. Chúng ta sẽ về thêm nội thất vào, hoặc nhà khách hàng có nội thất thì chúng ta sẽ để ở đây nha. Có nhà vệ sinh, nhà tắm này, thiết kế riêng biệt. Tiến lên khu vực phía trước thì chúng ta có một khu phòng ngủ thứ 5. Phòng ngủ này thì thiết kế rất là đẹp. Trang thiết kế đầy đủ nội thất luôn nha quý khách hàng ơi. Chân ga gối nệm. Nhà cũng đã có 5 phòng ngủ lận cơ, rất là rộng rãi. 4 phòng thì gia chủ thiết kế full nội thất rồi. Còn một phòng thì gia chủ để trống cho quý khách hàng. Các nhà vệ sinh, nhà tắm thì riêng biệt nha quý khách hàng. Đây. Đó, rồi chúng ta cũng sẽ di chuyển tiếp tục lên khu vực sân thượng, chúng ta cùng tham quan. Đây thì chắc chắn thì gia chủ đã thiết kế đó là một khu phòng thờ rồi. Chúng ta cùng tiến ra khu vực sân thượng phía sau nha. Ở đây là khu vực sân thượng phía sau, gia chủ thiết kế đầy đủ rồi.
Xung quanh thì gia chủ đã hàn cho quý hàng những lồng sắt này, rất là yên tĩnh luôn nha. Rồi bây giờ thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục, chúng ta di chuyển ra khu vực sân thượng phía trước, chúng ta cùng tham quan. Đây là khu vực sân thượng phía trước nha quý hàng. Khu vực sân thượng này thì gia chủ thiết kế cho quý hàng đó là một bộ bàn ghế mini. Thì quý hàng tại đây thì quý hàng có thể này, ra đây uống trà vào những buổi sáng và buổi tối, thư giãn nha. Bây giờ thì chúng ta cũng tiến ra khu vực phía trước, chúng ta cùng tham quan. Đây là khu vực nhà phố đồng bộ nha quý hàng. Khu vực này rất là yên tĩnh luôn. Quý hàng nên cân nhắc và mua căn nhà này nha. Căn nhà này thì em thấy khu vực này ở rất là yên tĩnh. Đó. Rồi, đây là khu vực sân thượng phía trước này. Rất là rộng rãi và rất là đẹp. Quý hàng ơi, phải em cũng xin nhắc lại, và căn nhà này có một diện tích ngang 4, độ dài đó là 14m. Một mức giá thì gia chủ đang chào bán với giá đó là 6,9 tỷ, giá thì đang còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Nếu quý hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy để lại số điện thoại ở dưới phần bình luận, hoặc quý khách hàng có thể liên hệ đến số điện thoại đó là 0399904304 để gặp em tư vấn căn nhà này nha. Và em xin kính chào và hẹn gặp lại quý hàng một video khác.